Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp từ trang của MarketCap nha bạn. Mình sẽ nhận được 40 token có ký hiệu là MRX nha bạn. Token này của sàn Mendes nha bạn. Thì chương trình để góp này nó chỉ random dành cho 2000 member may bắn thôi nha bạn. Chứ không phải ai cũng nhận được. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn của MarketCap nha. Sau khi các bạn có một cái tài khoản trên sàn của MarketCap xong thì các bạn click cho phần link thực hiện thứ hai, các bạn login vào các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Ở đây có một login thì các bạn login email với mật khẩu của trên sàn của MarketCap vào các bạn. Sau khi các bạn login vào thì chương trình airdrop này nó còn 4 ngày nữa kết thúc nha các bạn làm nhanh các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây nè các bạn join vào kênh Telegram của nó các bạn, vì trên airdrop của nó các bạn sẽ không có join được vào sàn Mendes các bạn. Gọi các bạn join sao các bạn. Sau khi join sao thì các bạn bấm bình luận một câu đi. Rồi các bạn bắt up lên người ta các bạn. Rồi các bạn lướt xuống giúp mình các bạn. Rồi các bạn bấm vào tham gia drop nè. Phần đại diện của tiếng Anh các bạn. Rồi các bạn bấm vào Ask Mendes Quality các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào join kênh Telegram này thì nó bị lỗi rồi. Mình đã join gọi người ta các bạn. Nó bị lỗi nên mình đã hướng dẫn các bạn đã join vào kênh Telegram Mendes Channel của nó lúc đầu các bạn. Tiếp tục các bạn theo dõi tờ Twitter của nó nè các bạn. Rồi mình cũng đã theo dõi dự án Mendes này lâu rồi các bạn. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục thì các bạn tờ tweet tan ba người bạn mình vào người ta các bạn. Tiếp tục các bạn tờ tweet cho bài này nè các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like các bạn. Đây nó không có kêu mình hát tan nha mà. Có hát tan không ta. Rồi các bạn copy hát tan này nha các bạn. Rồi các bạn chỉ chẳng như tờ quýt nữa các bạn. Rồi các bạn tan 5 người bạn mình vào người ta các bạn. Để mình copy thêm 5 người bạn của mình nữa các bạn. Xóa này bớt các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nha các bạn dán 5 người bạn bên trên đây nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại nha các bạn. Sau khi tự quyết lại xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ Binbi Smart Chain nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate của mình nè. Các bạn copy lại địa chỉ nè. Rồi tất cả các bạn mới đắp lại link sự kiện nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại một cái link các bạn đã tweet nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra lại nè. Các bạn nhấp vào ba bên cùng nè. Nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet hồi nãy nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của các bạn nha bạn. Thì các bạn mở Telegram của các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba bên cùng nè, vào setting nè, copy username Telegram bên chỗ này nè. Rồi các bạn ghi vào đây a cộng anh 123456. Rồi liên kết bài đăng. Các bạn ơi, mình sorry các bạn ơi. Mình đã lộn rồi các bạn. Cái này các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn chứ. Phần đầu dịch của tiếng Anh mới được các bạn. Rồi tiếp ở cái dòng này các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng win VNNH9 nè các bạn. Tiếp tục cái dòng đây thì cái dòng retweet bot nè thì các bạn mở tờ Twitter ra lại nè. Nhấp vào bao cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi, các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nha các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nè, rồi bạn mới đáp lên nè. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi bạn mở ra nè. Rồi bạn mở ra nè các bạn. Rồi các bạn lưu ý các bạn chọn để bên tiếng Anh nha các bạn. Để bên tiếng Việt nó lỗi nha. Rồi bạn bấm sau này drop nè.
Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 40 token MDX. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.